Có một nghề được gọi là lương cao, bởi chiến tranh khói lửa đã không còn. Có một nghề được gọi là lương cao, trong thời bình nghề lính rất cao sang. Có phải lính thời nay chẳng sương gió, không có đơn đau, không phải hy sinh. Tổ quốc ơi, chúng tôi đang thầm lặng hiến thanh xuân cho đất nước yên bình. Ai còn nhớ sao trong ngày ấy, đồng đội tôi đã mãi mãi không về. Anh nằm đó giữa rừng sâu nước lạnh. Dân thì cũng cái thiên tai này nó cũng đến bất chợt bạn, mà cũng không thể biết trước được. Nó chỉ báo là mưa to, chứ còn nếu mà nó còn có là báo đi vào Quảng Ninh này thôi, thì mình còn khó có thể là mình tính được. Mà nó chỉ mưa thì đây bây giờ không thấy nước bình thường, ông còn ra thêm nước trong là cứ thấy nước đâu này dọn mà. Những nỗi gian lao làm sao kể xiết trong thời bình. Dẫu ra đi không hẹn ngày quay về.